bệnh xương khớp ngày càng trẻ quá với nhân viên văn phòng do thường xuyên ngồi lâu nên dẫn đến gai đốt sống cổ, gai cột sống thoát vị đĩa đệm, gai cốt nang dùng cho người thái quá đốt sống, gai cột sống, gai gốc chân và thoát vị đĩa đệm, khử phong thấp, giảm đau, sưng xương khớp. Liệu pháp điều trị thái quá đốt sống, gai gốc chân và thoát vị đĩa đệm. Chăm sóc sức khỏe mỗi ngày.